Trọng sinh chi tối cường kiếm thần chương 385, ác mộng 1. Ma pháp trận này chính là thảo phạt lệnh ngưng tụ ra, có thể khiến toàn bộ NPC của Khê Lưu Trấn phát sinh một số thay đổi. Vệ binh vốn là cấp 50 lập tức biến thành cấp 30, một vệ đội trưởng bậc một cấp 70 trực tiếp biến thành cấp 50, cấp bậc vừa hay là cùng một cấp bậc với hộ vệ bình thường của Thạch Phong. Tuy cấp bậc giảm xuống, có điều động tác và hành động của những vệ binh lại này không hề chậm đi, tiếng cảnh báo theo đó vang lên từng đám vệ binh từ trong phòng ốc của trấn lao ra chỉ chốc lát sau đã tập trung hơn 2.000 NPC ở ngoại vi trấn nhỏ. Những NPC này toàn là vệ binh của huyết thủ hội, lúc này đều cởi bỏ ngụy trang. Toàn bộ vệ binh bình thường đều biến thành thành viên huyết thủ hội mặc áo da màu đỏ, vệ đội trưởng biến thành tinh nhuệ của huyết thủ hội. Thành viên của huyết thủ hội, cấp tinh anh, cấp 30, điểm sinh mệnh 10 vạn. Tinh nhuệ của huyết thủ hội, cấp tinh anh bậc 1, cấp 50, điểm sinh mệnh 30 vạn. Vì sao thực lực của vệ binh đều yếu đi? Sợ chó gì, cho dù là yếu đi, chẳng lẽ linh dực công hội có thể đánh thắng được nhiều NPC như vậy à? vả lại còn có chúng ta, nếu linh dực công hội dám tất công tới đây, chúng ta tuyệt đối sẽ khiến linh dực không chịu nổi. Người chơi của Khê Lưu Trấn nhìn thấy vệ binh bên cạnh đột nhiên yếu đi rất nhiều, trong lòng không khỏi sinh ra lo lắng, có điều rất nhanh lại ném ra sau đầu, nhân số ở thời kỳ đỉnh phong của linh vực công hội cũng chỉ có 8.000 người, mấy lần trước nhân số rời đi gia tăng mãnh liệt, tổng nhân số cũng giảm đến còn khoảng 5.000 người. Cho dù linh vực công hội xuất động 5.000 người, nhưng đối mặt với 2.000 NPC thì tới cũng là chịu chết, dẫu sao người chơi hiện tại chưa có một ai lên tới cấp 30, càng không có người chơi bậc 1, sao có thể đối mặt với NPC cấp 30 và cấp 50, áp chế cấp bậc lớn như vậy ở thần vực chính là trí mạng. Hành động Thạch Phong chỉ huy trong trò chuyện đoàn đội. Đám người hỏa vũ lập tức hành động, một người chỉ huy một hộ vệ cấp 50 bậc một lao về phía đại quân huyết thủ hội của Khê Lưu Trấn. Bọn hỏa vũ khống chế đều là du hiệp và thích khách bậc 1, trên tốc độ di chuyển là nhanh hơn những thành viên và tinh nhuệ của huyết thủ hội. Ngoài ra du hiệp bậc một lại có năng lực công kích tầm xa, phạm vi chừng 100 mét, dùng để dụ địch là thích hợp nhất. Chỉ chốc lát sau người chơi hồng danh của Khê Lưu Trấn nhìn thấy mấy thân ảnh xông tới, tốc độ nhanh chóng, người chơi cho dù là thúc ngựa cũng không đuổi kịp. Chỉ thấy những du hiệp này lấy ra trường cung, dương cung bắn ra một tên. Vùng một tiếng, từ cách hơn 90 mét bắn trúng mấy thành viên cấp 30 của huyết thủ hội, mỗi một tên đều có thể tạo thành hơn 5.000 điểm thương tổn, nếu đổi thành người chơi bình thường thì chính là một tên mất mạng. Công kích của các du hiệp lập tức dẫn tới sự chú ý của NPC huyết thủ hội, hơn 1.000 NPC huyết thủ hội chẳng nói chẳng rằng rút ra vũ khí xông lên. Các du hiệp hộ vệ cũng lập tức xoay người bỏ chạy, rất nhanh đã dẫn dụ NPC của huyết thủ hội rời đi. Không phải người chơi của linh dực công hội muốn công tới đây ư? Sao lại là NPC bậc một cấp 50? Một màn này khiến người chơi hồng danh của Khê Lưu Trấn kinh ngạc, đều đứng đờ tại chỗ, không theo huyết thủ hội cùng đi vây công. NPC bậc một cấp 50, đối phó người chơi hiện tại thì cơ hồ là một chiêu miễu sát, nếu người chơi không có kỹ năng giữ mạng, xông lên chính là chịu chết, bọn họ đều là hồng danh, nếu chết một lần thì rất nguy, một thân trang bị ít nhất cũng sẽ tổn thất hơn nữa, giảm 2-3 cấp, tất nhiên là phải cân nhắc lợi hại. Hơn nữa bọn họ từ lúc ban đầu vốn không nghĩ tới xung phong hãm trận, mà là muốn NPC của huyết thủ hội lưỡng bại câu thương với linh dực công hội, bọn họ ở phía sau nhặt tiện nghi, có điều hiện tại NPC của huyết thủ hội đều bị hộ vệ NPC dẫn đi rồi, mọi người cũng trở nên do dự, không biết có nên xông lên hay không ngay khi những người chơi hồng danh này đang suy nghĩ ntc của huyết thủ hội cũng đã ra khỏi trấn nhỏ mấy trăm mét không tốt tất cả ntc của huyết thủ hội đều bị dẫn đi rồi một người chơi hồng danh có phản ứng gấp giọng nói chúng ta phải đi hỗ trợ mới được bằng không bị người của linh dực công hội thả diều thì chính là xong đời những lời này lập tức nhắc nhở mọi người có điều dẫu sao không phải là một đoàn thể cho nên không đồng lòng đạo lý ai lên trước thì người đó chết trước thì ai cũng biết cho dù biết một màn này không ổn, nhưng không có một ai nguyện ý tiến lên, đều đứng tại chỗ. Lại không hề phát hiện, Thạch Phong đã chỉ huy 40 NPC bật một cấp 50 từ bên kia lao về phía những người chơi này. Công chiếm trấn nhỏ, phiền toái nhất vĩnh viễn không phải NPC, mà là người chơi trong trấn, nếu để người chơi phối hợp với NPC, không có thực lực tuyệt đối thì căn bản là không công chiếm được. Cho nên việc cần làm nhất cũng chỉ có một, trước tiên tiêu diệt tất cả người chơi rồi đi thu thập NPC. Sau khi tất cả người chơi tử vong, trong nửa giờ không thể mộ địa phục sinh, huống chi những người chơi hồng danh này mà chết sẽ tổn thất hơn nửa trang bị, cấp bậc giảm 2-3 cấp, căn bản không không có sức tái chiến, đến lúc đó bọn họ chính là có lòng quấy rối thì cũng không có thực lực đó. 40 hộ vệ bậc 1 cấp 50, tuy không có máu nhiều bằng NPC bậc 1 cấp 50 của huyết thủ hội, nhưng điểm sinh mệnh của mỗi một hộ vệ đều vượt quá 10 vạn, có thể thoải mái miễu sát người chơi cấp 20, 40 NPC cùng tiến lên, tựa như một đám hung thú, trảm sát tất cả người chơi hồng danh. Tuy người chơi hồng danh trong trấn nhiều, nhưng căn bản là không cản được, một kích tùy tiện của những hộ vệ này đều có thể tiêu diệt một người, cho dù là thuẫn chiến sĩ và thủ hộ kỵ sĩ cũng không chống đỡ được hai đòn, chỉ thấy từng đạo bạch quan lấp lánh, từng người chơi hồng danh bị tiêu diệt, trang bị rơi ra. Trái lại mặc dù người chơi hồng danh công kích hộ vệ bậc một cấp 50, có điều sự áp chế 30 cấp, thương tổn tạo thành đối với những hộ vệ này chính là có thể bỏ qua. Chỉ là 1.000 người chơi cấp 20 muốn đối phó một hộ vệ bậc một cũng mất rất lâu, huống chi là 40 hộ vệ. 40 hộ vệ phân chia thương tổn, chỉ là khôi phục chiến đấu cũng đủ để bù đắp, huống chi trong những hộ vệ này còn có nghề nghiệp trị liệu như mục sư, tùy tiện một trị liệu là có thể khôi phục gần vạn điểm sinh mệnh, khiến người chơi hồng danh thiếu chút nữa thì học máu. Chiến đấu không quá mấy chục giây, người chơi hồng danh trong trấn đã chết hơn 200 người, không hộ vệ vẫn đầy máu. Thực lực trên lệch quá lớn, quả thực khiến người chơi hồng danh của Khê Lưu Trấn tuyệt vọng. Những hộ vệ NPC này quá mạnh, chúng ta lui về phía sau, đi tới chỗ NPC của huyết thủ hội. Linh dực công hội quá không biết xấu hổ, không ngờ dùng NPC bật một cấp 50 tới đồ trấn, lão tử khinh bỉ các ngươi. Có bản lĩnh thì đừng dùng NPC hộ vệ, đến đường đường chính chính đỏ sức một phen. Các người chơi hồng danh của Khê Lưu Trấn vừa chiến đấu vừa nhìn về phía đám người Thạch Phong đang xem kịch ở xa xa mà chửi bởi. Thạch Phong vừa nghe vậy thì không khỏi mỉm cười, trực tiếp hạ lệnh cho NPC hệ ma pháp sử dụng kỹ năng quần công. Đột nhiên từng đạo mưa lửa từ trên trời hạ xuống, sau đó lại biến thành lôi điện đang xen, từng đạo ma pháp quần công bậc một dưới sự sử dụng của nghề nghiệp hệ ma pháp bậc một xem như mới được phát huy ra uy lực chân chính. Chỉ thấy từng mảng người chơi hồng danh chết đi, sau mấy đạo ma pháp quần công, vạn vật đều tĩnh lặng, người chơi hồng danh của Khê Lưu Trấn chỉ còn lại hơn 400 người còn sống, còn đâu thì đều chết sạch, lập tức khiến Khê Lưu Trấn trở nên trống trải hơn không ít. Đám người thủy sắc sắc phi ở phía sau Thạch Phong thấy một màn này thì đều vô cùng rung động, càng đừng nói là các người chơi của Khê Lưu Trấn một đợt ma pháp quần công này hoàn toàn thành ác mộng của người chơi hồng danh ở khê lưu trấn. Trốn. Cũng không biết là ai hô lên đầu tiên, có điều người chơi hồng danh của khê lưu trấn đều rất đồng ý, lập tức chạy tứ tán chung quanh. Chúng ta cũng ra giết đi, phần lớn trang bị trên người những người này đều là cấp huyền thiết, tiêu diệt một người trong bọn họ, còn kiếm nhiều hơn là diệt một bót nhỏ, nếu hiện tại khiến bọn họ chạy thoát, sau này sẽ rất khó có được cơ hội như vậy nữa thạch phong cười nói lập tức thủy sắc sắc phi dẫn dắt mọi người xông lên phối hợp với ntc hộ vệ cùng kích sát những người chơi này ngay khi trên đồi cao chỉ còn lại một mình thạch phong thạch phong đột nhiên mở miệng nói hiện tại bên cạnh ta đã không còn ai ngươi có thể ra được rồi đó khi chiến đấu chưa bắt đầu được bao lâu thạch phong đã lờ mờ cảm thấy xung quanh có người đang nhìn trộm hơn nữa còn mang theo một cổ sát khí lạnh thấu xương có điều đây chỉ là cảm giác mà thôi không quá để ý. Có điều sau khi mọi người rời khỏi, cảm giác này của Thạch Phong càng rõ ràng hơn, lập tức dùng ra kỹ năng toàn tri chi nhãn của Thánh Ngân, có thể cảm giác 100 mét, bất kỳ tiềm hành ẩn thân nào cũng không thể che giấu, quả nhiên phát hiện có một thích khách đang chậm rãi tới gần hắn. Nhưng sau khi Thạch Phong nói xong những lời này, thích khách đó rõ ràng không coi ra gì, vẫn đứng yên không nhúc nhích. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đang lừa ngươi à? Thạch Phong rút ra thâm nguyên giả vung ra một chiêu phong lôi thiểm về phía sau. Ba đạo hồ quang màu xanh bắn đi, một đạo hắc ảnh theo đó xuất hiện, tránh được ba đạo hồ quang, người này chính là thích khách tuyệt thiên từng bị Thạch Phong kích sát một lần. Lúc này tuyệt thiên nhìn chầm chầm Thạch Phong, trong lòng vô cùng khiếp sợ, không ngờ có thể có người phát hiện ra sự tồn tại của hắn từ xa như vậy, hắn vẫn là lần đầu gặp phải. Thì ra là hắn, một đoạn thời gian không gặp, xem ra kỹ thuật và trang bị đều đề thăng không ít chẳng trách lại có thể tìm hành đến cách ta gần như vậy ta mới phát hiện ấn tượng của thạch phong đối với tuyệt thiên vẫn rất sâu lúc trước đi tìm băng la ma diễm thiếu chút nữa thì bị tuyệt thiên tiêu diệt sau đó khi dẫn hắc tử và tịch mịch như tuyết đi thăng cấp lại bị tuyệt thiên đánh lén khi đó chính là lúc mạng như chỉ mành treo chung thạch phong tiến vào thần vực lâu như vậy Cựu nhân không ít nhưng người giống như tuyệt thiên Thiếu chút nữa thì lấy mạng hắn tuyệt đối là gặp lần đầu. Thời gian dài trôi qua, thực lực của Tuyệt Thiên khẳng định là quen thuộc hơn với phương thức chiến đấu của thần vực, nếu không phải Tuyệt Thiên lơ là, xem thường thân phận Hắc viêm của hắn, không che giấu sát khí, sợ rằng đúng là sẽ trúng bẫy của Tuyệt Thiên, bị đánh lén thành công. Sao thân hình đã lộ ra rồi mà vẫn không trốn à? Thạch Phong nhìn về phía Tuyệt Thiên đang đằng đằng sát khí, cười nhạt. Trốn trên khuôn mặt lạnh như băng của Tuyệt Thiên lộ ra một tia kiêu ngạo. "Ta thừa nhận ngươi là rất mạnh, không hổ là hội trưởng Hắc viêm của Linh vực công hội, dựa theo phỏng đoán của ta, thực lực của ngươi và Dạ Phong chắc là sàn sàn như nhau, lần trước Dạ Phong có thể kích sát ta, chỉ là ta quá nóng vội, vì kích sát Dạ Phong mà dở ra hết chiêu số, không còn kỹ năng. Bằng không chỉ là Dạ Phong hắn thì đừng hòng giết được ta, hiện tại ta chỉ là hiển lộ thân hình, nhưng tất cả kỹ năng đều có thể sử dụng." ngươi nói ngươi có thể giết được ta không? Đúng như ngươi nói, muốn tiêu diệt thích khách đỉnh cấp như ngươi, không ở tình huống toàn bộ kỹ năng của ngươi đang CD thì đích xác là không dễ dàng. Thạch Phong cũng thừa nhận Tuyệt Thiên có thực lực này, có điều giờ đã khác xưa, thực lực của Tuyệt Thiên đề thăng, tốc độ đề thăng của hắn cũng không chậm. Ngươi đã tự tin như vậy, hay là chúng ta đánh cuộc nhé? Đánh cuộc, ngươi cho rằng ta sẽ mắc mưa à, hôm nay ta vốn là muốn giết ngươi, để dạ phong biết tuyệt thiên ta đã trở lại, nếu không giết được ngươi, ngươi mang về cho dạ phong một câu, người tuyệt thiên ta muốn giết, nhất định sẽ chết. Tuyệt thiên cười lạnh một tiếng, muốn xoay người rời đi. Muốn ta nhắn hộ cũng được, có điều tiền đề là ngươi có thể đi được đã. Thạch Phong trực tiếp sử dụng thất diệu chi giới, mở ra kỹ năng thời gian tuyệt đối của thời chi hoàng, một bước xông lên. Tuyệt đối thời gian, trong phạm vi 50x50m, bất kỳ địch nhân đều nào cũng không thể sử dụng kỹ năng và đạo cụ kỹ năng này vừa ra cũng tương đương với tất cả kỹ năng của tuyệt thiên đều đang cd thích khách không có kỹ năng thì chính là lão hổ không có móng vuốt và răng nanh chỉ có thể ngoan ngoãn để hắn vê nặng ngươi cho rằng ta không thoát được à tuyệt thiên cười tự tin muốn dùng ra trí manh khiến thạch phong lâm vào trong mù loà như vậy hắn có thể thoải mái đào tẩu nhưng tuyệt thiên lập tức phát hiện Hắn không ngờ ngay cả một kỹ năng cũng cũng không dùng được, lập tức cả kinh, không ai biết rõ hơn Tuyệt Thiên, một thích khách không có kỹ năng là yếu ớt cỡ nào. Có điều Tuyệt Thiên cũng không phải người thường, lập tức bình tĩnh lại, muốn xoay người chạy đi. Kỹ năng như vậy khẳng định là có hạn chế thời gian, không thể là vô hạn, chỉ cần kéo dài hết thời gian, như vậy chính là trời cao mặt chim bay. Có điều Thạch Phong dùng một vô thanh bộ xuất hiện sau lưng Tuyệt Thiên, căn bản không cho Tuyệt Thiên cơ hội chạy trốn lặng lẽ bổ xuống một kiếm tuyệt thiên phản ứng cực nhanh lập tức vung chủy thủ nên đón thâm nguyên giả màu xám bạc chém vào trên lưỡi chủy thủ tuyệt thiên chỉ cảm thấy trên cánh tay truyền đến áp lực cực lớn đè ép toàn thân hắn không kìm được mà quỳ một gối xuống xuống đất lực nặng đấy không hổ là người có thể kích sát minh sát tuyệt thiên thầm liếu lưỡi nếu không phải hắn tự cảm nhận sợ rằng tuyệt đối là không tưởng tượng ra được lực lượng của thạch phong lại không khác biệt nhiều với bót lúc này mới hiểu vì sao cao thủ như minh sát lại bị đánh cho liên tiếp bại lui thậm chí ngay cả năng lực hoàng thủ cũng không có thạch phong liên tục chém hơn 10 kiếm kiếm nào cũng nhanh như lôi đình nặng như thái sơn khiến tuyệt thiên muốn tránh cũng không thể tránh chỉ có thể tử thủ chống đỡ tuy thương tổn phải chịu bị chủy thủ cản lại mà giảm mạnh có điều vẫn không chịu nổi kiếm chém liên tục không ngừng điểm sinh mệnh không ngừng giảm xuống khiến tuyệt thiên vô cùng buồn bực lại không có bất kỳ biện pháp gì nhất lực hàng thập hội thầm mắng thạch phong hèn hạ vô sĩ không ngờ dùng lực ép hắn khi xuất kiếm căn bản không dùng bất kỳ kỹ xảo gì chỉ dùng mang lực điên cuồng vung chém đối với đấu pháp vung chém điên cuồng lấy mạng đổi mạng như vậy có kỹ xảo cũng không thể dùng được nếu lúc này hắn có thể sử dụng kỹ năng tình thế nguy hiểm như vậy hắn có thể lập tức giải trừ khốn cảnh này nhưng lại ngay cả một kỹ năng cũng không dùng ra được có một loại cảm giác bất lực có sức mà không thể sử dụng Mắt thấy sắp bị Thạch Phong đánh cho tới chết, Tuyệt Thiên đột nhiên cảm thấy một màn này là vô cùng quen thuộc. Giống như lần trước đánh lén dạ Phong vậy, hắn sử dụng quyển trục ma pháp phong tỏa tất cả kỹ năng của Thạch Phong, khiến Thạch Phong biến thành lão hổ không nanh vuốt, chỉ có thể bị đuổi cho chạy, không dám giao thủ chính diện. Tình huống hiện tại của hắn cũng cực kỳ tương tự với lần trước đánh lén dạ phong. Chỉ có điều lần này hắn lại thành phía bị đuổi đánh. Sớm biết hắc viêm có kỹ năng này, có đánh chết hắn cũng sẽ không ở cách hắc viêm gần như vậy, còn nói chuyện cả nửa ngày, cho Thạch Phong đầy đủ thời gian để bố trí cạm bẫy, hắn quả thực chính là tự tìm đường chết. Ai, xem ra là chết chắc rồi. Còn lại một tia huyết cuối cùng, Tuyệt Thiên đã nhìn thấy tận thế của mình, hắn là người chơi hồng danh, nếu tử vong, một thân trang bị khẳng định là không còn, cấp bậc cũng sẽ điên cùng giảm xuống, đến lúc đó lại muốn tìm dạ phong báo thù thì chính là không thể nhưng mắt thấy thâm nguyên giả sắp hạ xuống người tuyệt thiên đột nhiên dừng lại trong không trung sao ngươi không giết ta à nếu đợi tới khi ta có thể sử dụng kỹ năng ngươi muốn giết ta cũng không thể đâu tuyệt thiên nhìn thạch phong với vẻ kỳ quái cười lạnh nói lúc trước ta đã nói rồi ta muốn đánh cực với ngươi có điều ngươi lại cho rằng ta là vì kích sát ngươi mà muốn lừa ngươi hiện tại điểm sinh mệnh của ngươi chỉ còn lại một chút ta chỉ cần phải nhẹ tay một cái là vũ khí trang bị cấp bậc của ngươi đều sẽ bị hủy trong chốc lát, có điều hiện tại ta vẫn là câu đó. Có hứng thú đánh cược với ta không? Thạch Phong thu hồi thâm nguyên giả, cười hỏi. Xem ra người quả thật không phải muốn lừa ta, ngươi chiến đấu với ta, toàn là vì ấn chứng ngươi không phải muốn kích sát ta mà là muốn đánh cược với ta thôi sao? Tuyệt Thiên rất kinh ngạc, không rõ Thạch Phong là muốn gì, không khỏi hỏi ngược lại. Đương nhiên, bằng không ngươi cho rằng vì sao ta lại muốn chiến đấu với ngươi, chẳng lẽ ta là nhàn rỗi quá à thạch phong cười khổ nói tuyệt thiên lập tức nghẹn lời sao ngươi vẫn không tin ư sắc mặt thạch phong trở nên lạnh lùng lờ mờ có ý muốn xuất thủ không ta tin ngươi nói đi ta cũng muốn nghe xem ngươi muốn đánh cuộc gì lúc này tuyệt thiên đã có mấy phần hứng thú không biết thạch phong muốn đánh cược gì cược mạng ngươi thạch phong rất dứt khoát nói cược mạng của ta không phải hiện tại mạng của ta đang do ngươi nắm giữ sao tuyệt thiên có chút xung động muốn mắng chửi người thạch phong lắc đầu chậm rãi nói lúc trước ngươi nói nếu ngươi có thể sử dụng kỹ năng sẽ thoải mái đào tẩu khỏi tay ta đúng vậy tuyệt thiên không chút do dự nói tuy tuyệt thiên đã kiến thức được lực lượng đáng sợ của thạch phong nhưng hắn vẫn tin mình có thể chạy thoát nhưng ta không tin cho nên chúng ta sẽ cực một hồi Xem ngươi có thể dưới tình huống có thể sử dụng kỹ năng mà đào tẩu khỏi tay ta không, thế nào?" Thạch Phong cười nói. "Không phải ngươi muốn đùa giỡn ta chứ?" Tuyệt Thiên nhìn chằm chằm Thạch Phong, muốn nhìn thấu Thạch Phong là muốn gì, nhưng bất kể hắn quan sát cân nhắc thế nào, cũng không thể nhìn thấu Thạch Phong dùng ác ma giả diện để ngụy trang, có thể nhìn thấy chỉ là bộ dạng đại thúc mặt mày tươi cười, bình dị gần gũi. Tuyệt Thiên có thế nào cũng không nghĩ ra được Thạch Phong rốt cuộc muốn làm gì sau khi tha mạng cho hắn không ngờ lại muốn dùng mạng của hắn làm tiền cược việc gì phải phiền như vậy dứt khoát tiêu diệt hắn không phải là xong à vì sao ta phải đùa giỡn ngươi thạch phong bật cười được ta đáp ứng ngươi vậy nếu ta có thể sống sót thì sao và nếu chết thì sao tuyệt thiên vì tự tôn và vinh dự của mình đều phải thử một lần nếu ngươi có thể sống sót ta làm giúp ngươi một việc nếu ngươi chết ngươi làm giúp ta một việc thế nào Lúc này Thạch Phong mới nói ra ý đồ thực sự của hắn, hắn làm nhiều như vậy cũng là vì mục đích này. Làm một việc. Tuyệt Thiên Lâm vào trầm tư, sau khi suy nghĩ một chút thì nói với Thạch Phong. Nếu ta bảo ngươi kích sát giả dạ phong cũng được à. Thạch Phong không khỏi sửng sốt, sau đó cười cười. Trong Bạch Hà Thành, ai chẳng biết hai ID hắc phim và giả dạ phong là nhân vật dấu hiệu của linh dực công hội. Không ngờ Tuyệt Thiên lại đề xuất yêu cầu này, không thể không nói tuyệt thiên vẫn rất độc nếu dùng thân phận hát phim kích sát dạ phong như vậy ảnh hưởng đối với linh Dược là cực lớn đồng thời cũng tạo thành ảnh hưởng cực lớn đối với danh khí của hai id hát phim và dạ phong này có điều hát phim cũng vậy dạ phong cũng thế chỉ có vài thành viên nòng cốt mới biết kỳ thật hai id đều là một người đó chính là thạch phong hắn tự mình giết mình độ khó này thực sự hơi lớn sao không phải ngươi nói có thể làm một việc sao Tuyệt Thiên cười đắc ý. Hiện tại ta chỉ là đề xuất loại yêu cầu nhỏ này thôi, ngươi lại do dự à? Không, ta chỉ là không ngờ ngươi lại đề xuất chuyện đơn giản như vậy, ta vốn cho rằng ngươi sẽ trực tiếp kích sát ta một lần, dẫu sao ta cũng là hội trưởng của Linh Dực, Minh Phủ Phong Hiên Dương chính là hận ta tới nghiến răng nghiến lợi, chỉ cần ta bị ngươi kích sát, đưa video cho cao tầng của Minh Phủ, ngươi sẽ được Minh Phủ coi trọng. Địa vị tăng mạnh Tiền cược mà Thạch Phong nói ra này không thể nói là không lớn. Nếu Hắc Viêm chết, như vậy uy vọng mà Linh Dực công hội vất vả lắm mới tích lũy được cho Hắc Viêm cũng sẽ bị hủy. Tuyệt Thiên thầm giật mình, sao hắn lại quên cái này. Sự sa sút của Ám Tinh công hội khiến Minh phủ Phong Hiên Dương hận Linh Dực công hội tới nghiến răng nghiến lợi, công hội tiêu tốn nhiều tâm lực như vậy bồi dưỡng ra, không ngờ lại biến thành như vậy, tất nhiên không thể buông tha cho Linh Dực công hội, cho nên Phong Hiên Dương lấy ra huyền thưởng lệnh chỉ cần là thành viên minh phủ có thể kích sát nhân vật cao tầng của linh dực công hội tạo thành phiền phức cho linh dực công hội đều sẽ có phần thưởng rất dày chỉ cần có người có thể làm được thanh danh địa vị tài phú đều sẽ có nếu có thể hủy diệt linh dực công hội cho dù là từ thành viên ngoại vi của minh phủ tấn thăng đến thành viên tinh anh cũng không có bất kỳ vấn đề gì thành viên tinh anh của minh phủ không phải quá nhiều có điều phàm là có thể trở thành thành viên tinh anh không lâu sau sẽ trở thành nhân vật không thể xem thường trong thực tại. Không biết bao nhiêu thành viên ngoại vi vì muốn trở thành thành viên chính thức của Minh Phủ mà liều chết nỗ lực. Một con đường nối thẳng tới thành viên tinh anh sẽ mở ra. Nếu hắn kích sát hội trưởng hát viêm của Linh Dực Công Hội, như vậy cũng có mấy phần khả năng trở thành thành viên tinh anh của Minh Phủ, cho dù không được, cũng có thể trở thành thành viên chính thức. Cho nên khi Tuyệt Thiên phát hiện trong người của Linh Dực không có thân ảnh của Dạ Phong mới lựa chọn đánh lén hát viêm. Được rồi, ta đáp ứng tiền cược của ngươi, chờ ta hoàn toàn khôi phục rồi thì bắt đầu. Tuyệt Thiên nghĩ đến có thể kích sắc hội trưởng hát viêm của Linh Dực Công Hội, đối với hắn mà nói thì đúng là quá có lợi, thế là liền trực tiếp đáp ứng. Qua một tiếng, điểm sinh mệnh và trạng thái tinh thần của Tuyệt Thiên đều đã khôi phục đến trạng thái tốt nhất. Chúng ta dùng lúc kim tệ này bay lên tới chỗ cao nhất rồi bắt đầu hạ xuống thì bắt đầu chiến đấu nhé. Thạch Phong thuận tay lấy ra một kim tệ, đề nghị. Tuyệt thiên thấy Thạch Phong thuận tay dùng kim tệ làm súng lệnh, trong lòng vô cùng nghẹn lời, chỉ sợ lát nữa kim tệ rơi xuống thì không tìm thấy, hiện tại trong túi tiền của hắn mới chỉ có hơn 20 bạc, ở trong ở người chơi đã xem như là rất giàu có, nhưng Thạch Phong lại lấy ra tiền gấp 5 lần của hắn làm đồ chơi. Người so với người tức chết người mà. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Thạch Phong thuận tay ném kim tệ lên trời, kim tệ bắt đầu nhanh chóng bay lên, sau khi rời đất 3-4 mét, tốc độ giảm mạnh. Khi lờ mờ có xu thế sắp rơi xuống, tuyệt thiên đã bày trận thế chờ quân địch, nhìn chầm chầm kim tệ trong không trung, chỉ cần kim tệ bắt đầu hạ xuống, hắn sẽ dùng ra trí manh đối với thạch phong. Sau đó mở ra tật phong bộ xoay người trốn vào trong trấn, nếu ở nơi trống trải tại như vậy dùng ra kỹ năng biến mất, sẽ rất dễ bị phát hiện, nhưng sau khi đến trấn nhỏ thì lại khác. Địa hình của trấn nhỏ phức tạp, trong đoạn cự ly này, hắn còn có kỹ năng giữ mạng và đạo cụ giữ mạng khác, chỉ cần hắn chạy vào trong trấn rồi dùng ra kỹ năng biến mất, cho dù cảm giác của Thạch Phong rất cao, cũng đừng hòng tìm được hắn. Nhưng hai mắt Thạch Phong Thủy chung nhìn chầm chầm tuyệt thiên, không nhìn kim tệ trong không trung. Cho tới khi kim tệ bắt đầu rơi xuống, tuyệt thiên trực tiếp muốn dùng ra kỹ năng trí manh, Thạch Phong lại lập tức biến mất, sau đó xuất hiện ở phía sau tuyệt thiên, một chiêu trảm kích chém xuống, một kiếm này nhanh đến đỉnh phong, căn bản không thể né tránh. Tuyệt Thiên cảm thấy phía sau truyền đến một cổ khí lạnh, kỹ năng trí manh cũng bởi vì mất đi mục tiêu mà không có hiệu quả, lập tức dùng ra tật phong bộ, có gần một giây thời gian vô địch, chặn một kiếm này của Thạch Phong, không chịu bất kỳ thương tổn gì, ngược lại rất xảo diệu mượn lực đạo trùng kích của một kiếm này, bay ra ngoài 5-6 mét. Kéo giãn cự ly không nhỏ. Rất quyết đoán. Ánh mắt Thạch Phong lập tức chuyển sang Tuyệt Thiên đang xoay người bỏ chạy, trong lòng khen thầm, nếu không phải Tuyệt Thiên quyết định rất nhanh dùng ra Tật Phong Bộ, mà là đổi sang dùng đón đỡ, như vậy một kiếm này của hắn đủ để lấy nửa cái mạng của Tuyệt Thiên rồi, hiện tại dùng ra Tật Phong Bộ không chỉ đỡ được thương tổn, còn kéo giãn cự ly. Phán đoán vô cùng chính xác. Tuyệt Thiên kéo giãn cự ly, lại bởi vì tốc độ của Tật Phong Bộ đề thăng 40%, có điều Thạch Phong chém ra một truy phong kiếm theo sát phía sau, trong chớp mắt lại kéo gần cự ly giữa hai người. Độ nhanh nhẹn của Thạch Phong cực cao, ở toàn bộ Tinh Nguyệt Vương quốc cũng không có ai có thể vượt qua hắn, hơn nữa một thân trang bị còn có kỹ năng bị động, có thể nói trên tốc độ đã là không ai có thể đuổi kịp, cũng chỉ có NPC thích khách hoặc là du hiệp bậc một cấp 50 mới có thể hơn được một bậc. Tuyệt Thiên không khỏi kinh hãi, lập tức từ trong ba lô lấy ra một quyển trục ma pháp. Quyển trục này có màu xanh nước biển, vô cùng tinh xảo, hiển nhiên là một quyển trục ma pháp bậc 1 sau khi tuyệt thiên mở ra quyển trục ma pháp thì trực tiếp dùng về phía thạch phong thủy lưu câu thúc chỉ thấy trong quyển trục ma pháp phun ra mấy cột nước lập tức gù về phía thạch phong muốn bao bọc thạch phong thạch phong cười nhạt vẫn xông thẳng về phía tuyệt thiên dòng nước màu lam vừa chạm vào thạch phong kết quả lập tức mất đi tác dụng sau đó thì tiêu tán sao lại không có tác dụng tuyệt thiên hô lên với vẻ khiếp sợ đó chính là quyển trục ma pháp bậc một cực kỳ quý giá, cho dù là bót cũng sẽ bị vây khốn, trong một chốc một lát không thể thoát khỏi, nhưng lại vô dụng đối với Thạch Phong. Tuyệt Thiên không biết, Thạch Phong khi vừa chiến đấu đã mở ra không chi hoàng của thất diệu chi giới, miễn dịch với bất kỳ hiệu quả khống chế hạn chế nào, chỉ bằng vào quyển trục ma pháp bậc một thì vẫn chưa thể phá được hiệu quả thủ hộ của thất diệu chi giới. Đáng giận, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu này thôi. Tuyệt Thiên không đành lòng từ trong ba lô lấy ra một quyển trục ma pháp cũ nát ngẫu nhiên có được trong một di tích dưới lòng đất. Tuy quyển trục này rất cũ nát, lại tỏa ra ma lực kinh người, lấy tới chỗ NPC giám định sư cũng không phán định ra được là quyển trục ma pháp bậc mấy. Nhưng bước đầu giám định sư đó dự đoán chắc là từ bậc 2 trở lên. Vốn Tuyệt Thiên là không muốn dùng, dẫu sao quyển trục quý giá này hắn cũng chỉ có một tấm, nhưng hiện tại lại không thể không dùng, tốc độ của Thạch Phong quá kinh người nếu lại bị Thạch Phong đuổi kịp, vậy chính là phiền to. Khi Thạch Phong chiến đấu đánh cuộc với Tuyệt Thiên, Khê Lưu Trấn cũng dâng lên một trận mưa máu gió tanh. Vốn có hơn 1.000 người chơi hồng danh, lúc này đã bị 40 NPC hộ vệ bậc một và đoàn trăm người của Linh Dực giết cho chạy tứ tán, nhân số còn lại không tới 200, đã không còn sự kiêu ngạo ngày xưa. Trước kia bọn họ chẳng giết người chơi cướp trang bị, đúng là rất thích, mượn cái này để phát không ít tài. Nhất là nhìn thấy bộ dạng hoảng sợ và không cam lòng của những người chơi đó, khiến bọn họ sung sướng không thôi, bởi vậy cũng muốn ngừng mà không được, càng chạy càng xa trên con đường của người chơi hồng danh. Có điều lúc này những người chơi hồng danh này xem như đã được cảm nhận được đầy đủ cái gì gọi là một quần thể nhược thế. Tuy trong bọn họ có không ít cao thủ và người chơi tinh anh, nhưng kỹ thuật tốt cũng không thể bù đắp được trên lệch to lớn, có nói như thế nào thì con kiến mạnh tới mấy cũng cũng không thể chống lại sư tử. Linh Dực đã không cho chúng ta sống, vậy dứt khoát liều mạng với người của Linh Dực. Một chú thuật sư biết trốn không thoát, thế là liền xoay người hô hào mọi người ở phía sau. Một số người chơi hồng danh cảm thấy có lý, muốn hợp tác đối phó Linh Dực, nhưng bọn họ vừa quay người lại. Một vị hộ vệ nguyên tố sư bậc một đã liền dùng ra viêm bạo đánh tới, trực tiếp miễu sát chú thuật sư vừa kêu la đó ngay sau đó một vị hộ vệ cùng chiến sĩ bậc một dùng ra liệt diễm xung phong đi tới trước người bốn gã người chơi hồng danh dùng ra toàn phong trảm bốn gã người chơi hồng danh này cũng bị tiêu diệt rơi ra một trang bị người chơi hồng danh vốn muốn ở lại chiến đấu lập tức thay đổi cách nghĩ, chuyển phương hướng chạy tới chỗ npc của huyết thủ hội tốc độ di chuyển của các hộ vệ npc bậc một của thạch phong quá nhanh trong những người chơi hồng danh này trừ thích khách là có khả năng chạy thoát ra nghề nghiệp khác không có một chút cơ hội nào nhưng đối mặt với NTC cấp 50, tiềm hành của thích khách cấp 20 dường như không có tác dụng cũng dường như không có tác dụng. Cũng chỉ là có khả năng đào tẩu cao hơn nghề nghiệp khác một chút mà thôi. Có điều xung quanh Khê Lưu Trấn đều là sa mạc, ra ngoài cũng là tìm chết, chỉ có NTC của huyết thủ hội mới là nơi giữ mạng duy nhất. Cho nên những người chơi hồng danh này dù liều mạng cũng phải xông tới. Lúc này nếu như bị kích sát, nỗ lực trong đoạn thời gian này chính là uổng phí chỉ là muốn khôi phục cấp bậc hiện tại, cho dù bọn họ đã quen thuộc với thần vực, ít nhất cũng phải mất 3 4 ngày, càng đừng nói là vũ khí trang bị rơi ra, chỉ là nghĩ một chút thôi cũng khiến người ta sợ hãi rồi. Thủy Sắc Tỷ, lần này chúng ta đúng là phát tài rồi, những trang bị này toàn là cấp thanh đồng trở lên, phần lớn đều là cấp huyền thiết, nhiều vũ khí trang bị như vậy, mở một quầy trang bị ở Bạch Hà Thành cũng là dư giả, nếu đổi những trang bị này thành điểm tín dụng cũng có thể mua một căn phòng lớn ở trung tâm thành phố. Tuyết nhạn giống như một người tham tiền, một mực đi theo NPC hộ vệ nhặt trang bị. Đồ tham tiền, nếu thực sự bán đi đổi thành điểm tín dụng mới là thiệt to, hiện tại thần vực chưa vận doanh được bao lâu, trang bị cũng vậy kim tệ cũng thế, đều ít tới đáng thương, trang bị của các công hội lớn cũng cực kỳ khan hiếm, cho dù linh dực công hội chúng ta cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng mà thôi, đó là bởi vì công hội chúng ta ít người. Nhưng đợi cho công hội trú địa hoàn thành xây dựng, chúng ta bắt đầu nhận nhiều người hơn. Sợ là trang bị tất trong kho hàng của chúng ta căn bản vẫn không thấm vào đâu. Hiện tại chúng ta có những trang bị này, vừa hay có thể dùng để bổ sung. Thủy sắc sắc Vi Vương ngón tay ra búng một cái vào trán Tuyết Nhạn, khẽ cười nói. Lúc này trên đồi cao ngoài khe lưu trấn cũng xuất hiện một số biến hóa. Chỉ thấy một đạo quang mang màu đỏ sậm phóng lên cao, dẫn tới sự chú ý của tất cả mọi người. Không chỉ là bởi vì cột sáng đó có khí thế to lớn, nguyên nhân lớn hơn là tất cả mọi người đều cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Mà cột sáng này chính là quyển trục ma pháp cũ nát mà tuyệt thiên sử dụng. Không tốt, đây là quyển trục ma pháp bậc ba huyển thú hàng lâm. Thạch Phong liếc một cái liền nhận ra quyển trục ma pháp trong tay tuyệt thiên, thầm nghĩ không ổn rồi. Một quyển trục ma pháp bậc ba, quy lực là không cho bất kỳ người chơi nào xem thường, cho dù là Thạch Phong ở thời kỳ đỉnh phong, nếu bị quyển trục ma pháp bậc ba đánh trúng cũng mất nửa cái mạng. muốn chi thạch phong hiện tại ngay cả nghề nghiệp bậc một cũng không phải. có điều cũng may, huyễn thú hàng lâm này không phải quyển trục ma pháp loại hình thuần công kích mà là kỹ năng kêu gọi, có thể lập tức triệu hồi ra một con huyễn thú cường đại để hiệp trợ chủ nhân cùng chiến đấu. chỉ thấy bên trên cột sáng xuất hiện một ma pháp trận màu đen bảy sao, thạch phong vừa muốn vung kiếm tiêu diệt tuyệt thiên, trong ma pháp trận màu đen lóe ra một đạo hắc mang, rơi thẳng xuống đất chỗ hạ xuống chính là chỗ thạch phong đang đứng thạch phong không dám lơ là lập tức mở ra ngự kiếm hồi thiên ầm um, ầm um, ầm um. liên tục ba lần trùng kích mặt đất vốn nhô cao trong nháy mắt đã bị đánh thành một cái hố to nếu không phải thạch phong bởi vì dùng ra ngự kiếm hồi thiên mà có thể miễn dịch chín lần thương tổn viễn trình hoặc là bốn lần thương tổn tiến trình sợ rằng đã bị một đòn này tiêu diệt rồi chỗ trung tâm của hố to một con cự hổ toàn thân giống như tinh thần lấp lánh đang lẳng lặng ngồi bên cạnh tuyệt thiên, đôi mắt màu trắng bạc nhìn chầm chầm thạch phong, nhe răng nhếch miệng, khí thế phát ra thậm chí còn mạnh hơn cả quái vật cấp lĩnh chủ. Hắc viêm hội trưởng, ước định lúc trước của chúng ta là nếu ta có thể đào tẩu, ngươi phải đáp ứng ta một việc, không biết nếu ta kích sát ngươi, ước định này có tính không? Tuyệt thiên nở nụ cười nghiền ngẫm, nói. Đây là đương nhiên, có điều ngươi đúng là không biết tiếc của, ngươi biết giá trị của một quyển trục ma pháp bậc ba không? Thạch Phong nhìn huyển thú bên cạnh tuyệt thiên, trong lòng thầm cảm thấy đáng tiếc. Quy lực của quyển trục ma pháp bậc ba, nhất là quyển trục loại kêu gọi, người chơi bậc không căn bản là không phát huy ra được quy lực chân chính, nếu để người chơi chuyên nghiệp bậc một sử dụng, đủ để quyết định thắng bại của một hồi chiến tranh mấy vạn người, nếu để người chơi chuyên nghiệp bậc hai sử dụng. Công chiếm một trấn nhỏ cỡ lớn cũng không có gì phải lăng tăng. Nếu đổi thành kim tệ, rất nhiều công hội đều nguyện ý bỏ ra mấy ngàn vàng để mua. Lúc này lại dùng ở đây, không thể không nói là phung phí của trời. Cái này thì ta đương nhiên biết, có điều tốc độ của ngươi quá nhanh, ta biết ta không thể chạy về được tới khê lưu trấn, so sánh với bị giết, ta thà sử dụng nó còn hơn. Trong lòng tuyệt thiên, trong lòng tuyệt thiên cũng vạn phần không muốn, có điều càng khuất nhục vì bị kích sát, hắn không muốn lại thể nghiệm lần nữa. Ta đã sử dụng quyển trục này, như vậy hắc viêm hội trưởng ngươi có thể nhắm mắt được rồi. Lên đi, tiêu diệt hắn cho ta. Tuyệt Thiên đang nghe chuyện trên TV audio CV chỉ về phía Thạch Phong, ra lệnh cho huyển thú. Tinh Vân Hổ, lĩnh chủ cao cấp, cấp 30, điểm sinh mệnh 180 vạn. Huyển thú mà quyển trục kêu gọi ra là căn cứ vào cấp bậc và đẳng cấp của người sử dụng để quyết định. Tuyệt Thiên là cấp 20, cho nên kêu gọi được huyển thú cao hơn 10 cấp, cấp bậc đạt tới cấp 30, nếu tuyệt thiên là nghề nghiệp bậc 1, như vậy trình độ của tinh vân hổ sẽ không chỉ là lĩnh chủ cao cấp, ít nhất cũng là cấp đại lĩnh chủ. Quái vật cấp đại lĩnh chủ, quả thực có thể dùng từ khủng bố để hình dung, mấy trăm người chơi ngang cấp ở trước mặt quái vật lĩnh chủ cũng chỉ là tặng thức ăn, nếu do người chơi khống chế, vậy thì càng không tồi. Cho nên một quyển trục kêu gọi bậc 3 mới quý giá như vậy, bởi vì có thể triệu hồi ra quái vật cấp đại lĩnh chủ có thể khống chế, có con quái vật cấp đại lĩnh chủ này đủ để quyết định thắng bại của một hồi đại chiến mấy vạn người. Gừ. Tinh vân hổ rít gào tức giận, sau đó tỏa ra từng đạo sóng xung kích khuếch tán ra, sương khói và tro bụi sau vụ nổ cũng theo đó bị đánh văng, mà tiếng gào thét lại vang vọng toàn bộ khê lưu trấn. Khiến tất cả mọi người không rét mà run. Đây là uy thế của huyễn thú cấp lĩnh chủ cao cấp, chỉ là một gầm cũng có thể khiến lòng người chấn động. Có điều một gầm của tinh vân hổ này không chỉ là để chấn nhiếp kẻ địch, phần lớn là vì chủ nhân của bản thân nó. Chỉ thấy trên người tuyệt thiên có thêm một tầng sương mù màu đỏ tươi vần quanh. Một chiêu này chính là kỹ năng sinh mệnh kết giới đặc hữu của huyễn thú, có thể hình thành một tầng phòng hộ thuẫn ở bên cạnh chủ nhân, phòng ngừa chủ nhân bị tiêu diệt. Nói như thế nào thì triệu hoán thú cũng là triệu hoán thú, nếu người kêu gọi chết, triệu hoán thú cũng sẽ biến mất, cho nên triệu hoán thú đều có kỹ năng bảo hộ chủ nhân. Tuyệt thiên nhìn hiệu quả của sinh mệnh kết giới, khóe miệng lập tức nhếch lên. Sinh mệnh kết giới có thể hấp thu hai vạn điểm thương tổn, cho dù bị kẻ địch tiếp cận, muốn phá hộ thuẫn cao tới hai vạn điểm này, sợ rằng cũng phải phí không ít công phu, huống chi chiến lực của bản thân hắn rất cao, muốn tiêu hao hai vạn điểm thương tổn này, sợ rằng chưa tiêu hao hết thì đối thủ đã chết rồi. Vốn tuyệt thiên còn lo lắng Thạch Phong sẽ trực tiếp đối phó thì hắn nên làm gì, nhưng hiện tại lo lắng duy nhất này đã không còn nữa. Hắc viêm, tử kỳ của ngươi đến rồi. Tuyệt thiên bắt đầu chỉ huy tinh vân hổ công kích Thạch Phong. Khác biệt lớn nhất giữa triệu hoáng thú và giả quái chính là thao tác của người chơi, có người chơi khống chế, giả quái có thuộc tính cường đại sẽ biến thành khó đối phó hơn, càng đừng nói là lĩnh chủ cao cấp có không ít kỹ năng, đối phó người chơi thì căn bản chính là miễu sát. Tinh vân hổ rất cao khoảng 3 mét nhẹ nhàng dậm chân một cái, cự ly hơn 10 trong phút chốc đã vượt qua. Nhanh thế! Thạch Phong kinh hải! lập tức móng sắt của tinh vân hổ chộp tới thân thể của thạch phong tuy thạch phong muốn tránh né có điều phản ứng vẫn chậm một chút vẫn bị đánh trúng có điều mục kích này của tinh vân hổ không tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho thạch phong đều bị ngự kiếm hồi thiên chặn lại nhưng tinh vân hổ mục kích không thành lập tức lại vung móng vuốt liên tục mấy trảo đánh xuống ngự kiếm hồi thiên của thạch phong lập tức đã bị phá mắt thấy tinh vân hổ dùng ra một trảo trí mạng công tới thạch phong cuối cùng cũng dùng chống đỡ chặn lại bùng một tiếng không có gì bất ngờ lĩnh chủ cao cấp cấp 30 là cường đại cỡ nào chỉ dựa vào thạch phong ngay cả nghề nghiệp bậc một cũng không phải căn bản là không thể chống đỡ được thế là cả người giống như đạn pháo bay ra ngoài không hổ là đại cao thủ nổi tiếng hắc phim hội trưởng vậy mà cũng có thể bị ngươi ngăn cản lúc này tuyệt thiên đang ở bên cạnh xem diễn không khỏi vỗ tay tán dương Tuyệt Thiên không trào phúng Thạch Phong, mà là thật lòng khen ngợi. Hắn tự nhận dưới công kích của Tinh Vân Hổ, khẳng định là không kịp phản ứng, sợ rằng đón đỡ cũng không kịp sử dụng, đã bị Tinh Vân Hổ một kích lấy mạng, nhưng Thạch Phong thì đỡ được. Nhưng cái giá phải trả cũng rất thảm trọng, sau khi bị đập bay rơi xuống đất, thể xác và tinh thần đều bất ổn, đã không còn dư lực để né tránh hoặc là ngăn cản công kích tiếp theo của Tinh Vân Hổ chênh lệch to lớn trên thuộc tính không phải chỉ dựa vào kỹ xảo chiến đấu là có thể bù đắp. Lúc trước Thạch Phong dùng lực phá xảo, đè ép chính diện, khiến Tuyệt Thiên rất quốc nghẹn, Thạch Phong hiện tại cũng phải đối mặt với vấn đề tương tự, có thể sống đến bây giờ đã là rất giỏi rồi. Mắt thấy tinh vân hổ đột nhiên vồ tới, muốn kết thúc Thạch Phong, một đạo thân ảnh đột nhiên từ xa xa chạy tới, chặn lại trảo kích của tinh vân hổ, cứu Thạch Phong. Điều này khiến Tuyệt Thiên ngây ra hồi lâu, bởi vì tốc độ của thân ảnh lao đến đó thật sự là quá nhanh, ngay cả hắn cũng chưa nhìn rõ đã xuất hiện ở trước người Thạch Phong, chặn lại một kích toàn lực của tinh vân hổ, quả thực là không thể tin được. Lúc này Thạch Phong đứng dậy nhìn thân ảnh cao lớn ngạo nghễ đứng ở trước mắt, mỉm cười. Cuối cùng cũng tới kịp rồi. Ngăn cản tinh vân hổ không phải ai khác, mà chính là hộ vệ trực thuộc kết của Thạch Phong. Thân là hộ vệ trực thuộc cấp bậc ám kim, lại là kiếm sĩ bậc một, cấp bậc đạt tới 30, tất nhiên không phải người chơi có thể sánh bằng. Vốn Thạch Phong là không muốn sử dụng kết, nhưng Tuyệt Thiên đã sử dụng triệu hoán thú, hắn mà không sử dụng kết thì chính là tìm chết. Thì ra là hộ vệ NPC, ta đang hỏi sao lại mạnh như vậy, không ngờ chống đỡ được công kích của tinh vân hổ, có điều ngươi cho rằng kiếm sĩ bậc một cấp 30 thì có thể đánh lại tinh vân hổ lĩnh chủ cao cấp à. Tuyệt Thiên nói với vẻ kinh thường. Hắn đã sử dụng triệu hoán thú, Tất nhiên sẽ không nói được gì Thạch Phong sử dụng hộ vệ NPC, có điều hắn có đủ tự tin đối với Tinh Vân Hổ, cùng là cấp 30, Tinh Vân Hổ lợi hại hơn nghề nghiệp bậc một rất nhiều, Thạch Phong làm như vậy chỉ là kéo dài thời gian bị kích sát mà thôi. Ta thừa nhận kết không đối phó được Tinh Vân Hổ, có điều cầm chân một đoạn thời gian thì vẫn đủ sức để chúng ta xem, là ta giết ngươi trước hay là Tinh Vân Hổ tiêu diệt kết trước. Thạch Phong mỉm cười, trực tiếp lao về phía Tuyệt Thiên kết có nói như thế nào thì cũng là NPC bậc 1, tuy không đánh lại tinh vân hổ lĩnh chủ cao cấp, có điều cầm chân một đoạn thời gian thì không có bất kỳ vấn đề gì, bằng không cũng không xứng làm hộ vệ trực thuộc cấp ám kim. Tuy tinh vân hổ đuổi theo thạch phong, có điều kết cũng dùng kỹ năng cầm chân, khiến tinh vân hổ có thế nào cũng không đuổi kịp thạch phong, vô cùng buồn bực. Chỉ một thoáng, thạch phong đã xông tới trước người tuyệt thiên. Trước tiên tiêu diệt hộ vệ đó đã. Tuyệt thiên biết có kết ở đây, Tinh Vân Hổ không làm gì được Thạch Phong, đành phải hạ lệnh tiêu diệt kết trước. Bản thân hắn có sinh mệnh kết giới chống đỡ được hai vạn điểm thương tổn, hắn không tin chút công phu này của Thạch Phong có thể làm gì hắn, vả lại hắn không nên chiến chính diện, muốn giết chết hắn là càng khó hơn. Sau khi tuyệt thiên hạ mệnh lệnh xong thì xoay người bỏ chạy, căn bản không cho Thạch Phong bất kỳ cơ hội nào. Bởi vì tuyệt thiên biết, cho dù tinh vân hổ không tiêu diệt được Thạch Phong, chỉ cần hắn trốn vào trong trấn, Thạch Phong vẫn sẽ thua. Sau khi tinh vân hổ thay đổi mục tiêu công kích, điểm sinh mệnh của kết bắt đầu giảm xuống. Dẫu sao tinh vân hổ cũng là lĩnh chủ cao cấp, bất kể là công kích hay là tốc độ đều vô cùng đáng sợ, cho dù kết cũng có lúc không cản được, một khi bị đánh trúng sẽ tổn thất gần 3.000 điểm sinh mệnh, kết chỉ có hơn một vạn 8.000 điểm sinh mệnh, căn bản là không cản được một đòn. Có điều kết cũng không phải hộ vệ bình thường, một chiêu đại thập tự trảm, lập tức mang đi gần vạn điểm sinh mệnh của tinh vân hổ, liên tiếp dùng ra băng phong trảm, phong hành bộ, vân vân, vừa làm giảm tốc độ của tinh vân hổ, vừa đề thăng tốc độ của mình, khiến tinh vân hổ càng khó đánh trúng mình hơn. Khi tinh vân hổ dùng ra liệt thiên trảo, kết dùng ra kỹ năng hồi toàn tam kích của kiếm sĩ, có 1.5 thời gian vô địch, đồng thời cũng tạo thành 3 lần thương tổn đối với địch nhân, 60% thương tổn tạo thành có thể khôi phục cho bản thân, có điều thời gian cung đao lại phải mất một phút. Chỉ thấy kết một kiếm nổi một kiếm, Mỗi một kiếm đều có thể tạo thành hơn 2.000 điểm thương tổn, điểm sinh mệnh đã mất đi lập tức được bổ sung lại. Tuyệt thiên thấy một màn này thì trận mắt há hốc mồm, không ngờ kết lại mạnh như vậy, có thể đánh ngang tay với tinh vân hổ. Nếu không phải tinh vân hổ có 180 vạn điểm sinh mệnh, tuyệt thiên thậm chí hoài nghi kết có thể tiêu diệt tinh vân hổ rồi. Nhìn đến đây, tuyệt thiên biết, tinh vân hổ trong khoảng thời gian ngắn là không thể tiêu diệt kết, đường ra duy nhất của hắn cũng chỉ có trốn vào khê lưu trấn. Nhưng Thạch Phong lại không cho Tuyệt Thiên bất kỳ cơ hội nào, khi còn cự ly mấy mét, trực tiếp dùng ra Thâm Viên Thúc Phược. Tuyệt Thiên cũng biết không ổn, quyết đoán dùng ra biến mất, khiến Thâm Viên Thúc Phược mất đi mục tiêu, đồng thời trong 3 giây tiến vào trạng thái cường ẩn, cho dù chịu thương tổn cũng sẽ tiến vào trạng thái tiềm hành. Thạch Phong cười cười, lập tức dùng ra Liệt Địa Trảm, một đạo kiếm khí bỏ thẳng tới chỗ Tuyệt Thiên biến mất, lập tức khiến Tuyệt Thiên hiện ra, tuy chỉ có một thoáng có điều thạch phong vẫn bắt được vị trí của tuyệt thiên một không gian di động xuất hiện ở phía trên tuyệt thiên diễm lôi bạo thế lôi hỏa từ trên trời hạ xuống vừa hay đánh tới đầu tuyệt thiên tuyệt thiên phản ứng cũng rất nhanh tung người nhào đi dùng ra ám ảnh đấu bồng miễn dịch với thương tổn của diễm lôi bạo còn cả hiệu quả làm choáng bay nhanh đi thạch phong hơi kinh ngạc không ngờ ngay cả loại kỹ năng ám ảnh đấu bồng này cũng biết chẳng trách tuyệt thiên lại tự tin đối với chạy thoát thân như vậy. Ám ảnh đấu bồng có thể miễn dịch tất cả thương tổn và hiệu quả khống chế của ma pháp, thời gian duy trì 5 giây, đích xác là kỹ năng tốt để chạy thoát thân. Có điều thạch phong lập tức biến không chi hoàng thành hỏa chi hoàng, thương tổn đề thăng 30%, phòng ngự của mục tiêu công kích giảm xuống 30%, lập tức dùng ra viêm linh phong bạo ở chỗ tuyệt thiên biến mất. Viêm linh phong bạo kéo dài 5 giây, phạm vi 10x10m. Tuy một chiêu này không thể tạo thành bất kỳ thương tổn gì cho Tuyệt Thiên, có điều lại khiến hắn đang tìm hành phải bại lộ ra thân ảnh. Quả nhiên dưới viêm linh phong bạo, thân ảnh của Tuyệt Thiên lại lộ ra, trong phạm vi của viêm linh phong bạo, Tuyệt Thiên là không thể tiến vào trạng thái tìm hành. Thạch Phong bước ra một bước, lao về phía Tuyệt Thiên, đồng thời mở ra luyện ngục chi lực, khiến thương tổn và tốc độ tấn công lại tăng mạnh. Sau đó dùng ra hỏa diễm bạo liệt với Tuyệt Thiên đang bỏ chạy. Hỏa diễm chi kiếm giống như mặt trời liên tục phun ra sáu, lần lượt ban kích lên trên sinh mệnh kết giới. Mỗi một kiếm thạch phong chém ra đều có 4.000 thương tổn trở lên, một bạo kích lại có gần 9.000 điểm thương tổn. Hai vạn điểm thương tổn hấp thu, dưới hỏa diễm bạo liệt lại giống như một tờ giấy dễ dàng bị rạch ra, lập tức đánh trúng lưng tuyệt thiên, độ bền của trang bị cấp bí ngân trên người tuyệt thiên cũng lập tức kiếm hơn nữa, hơn 2.000 điểm sinh mệnh của tuyệt thiên trực tiếp về không, sau đó tuyệt thiên ngã xuống đất, vũ khí trang bị phân tán. Tất cả tuy nhìn thì chậm mà kỳ thực lại rất nhanh. Người của Linh Dực ở xa xa thấy một màn này cũng trố mắt cứng họng, không biết dùng từ ngữ gì để biểu đạt tâm tình lúc này. Thì ra chiến đấu của người chơi thần vực cũng có thể đáng sợ như vậy. Hoàn toàn là kinh tâm động phách, không kịp nhìn. Từ khi cột sáng màu đỏ xuất hiện đến chiến đấu kết thúc cũng chỉ hơn 10 giây ngắn ngủi, đầu tiên là lĩnh chủ cao cấp đối chiến với kiếm sĩ NPC bậc 1 sau đó chính là cuộc chiến truy đuổi, chỉ nhìn thấy hai bóng người một chạy một đuổi, lưu lại từng đạo tàn ảnh, khi chiến đấu lại lúc ẩn lúc hiện, lôi hỏa mãnh liệt. Khiến mắt người ta không nhìn kịp, không cần nghĩ cũng biết tốc độ phản ứng của hai người đang chiến đấu là nhanh tới cỡ nào, chỉ thấy một đạo quang mang giống như mặt trời biến mất, một người trên mặt đất, rơi ra một đống vũ khí trang bị. Mà bên kia tinh vân hổ và kết cũng ngừng đánh nhau, không còn chủ nhân tuyệt thiên này, tinh vân hổ cũng hóa thành tinh quang tiêu tán, chỉ còn lại một mình kết lẳng lặng đứng đó, toàn thân có không ít vết thương, mà hoàn cảnh xung quanh kết lại thảm không nở nhìn, khắp nơi đều là hố to và khe nứt, quả thực chính là tận thế. Có thể tưởng tượng được chiến đấu lúc trước là kịch liệt tới mức nào. Sau khi chiến đấu của Thạch Phong và Tuyệt Thiên kết thúc, Thạch Phong mới thở vào nhẹ nhõm. Trong chiến đấu lần này nếu hắn không có thất diệu chi giới, sợ rằng sẽ để Tuyệt Thiên giảo hoặc chạy thoát. Thần vực chính là như vậy, người chơi muốn có thành tựu, phải tạo ra một phen danh ký, như đi ngược dòng nước không tiến thì lùi, vinh quang hôm nay có thể sẽ trở thành trò cười ngày mai. Tuy sự trưởng thành của tuyệt thiên đã rất lợi hại, có điều so sánh với tiến bộ của Thạch Phong, vẫn có chênh lệch tương đối lớn. Thạch Phong lập tức nhặt lên vũ khí trang bị tuyệt thiên rơi ra. Sau khi thấy trang bị tuyệt thiên rơi ra, Thạch Phong thầm liếu lưỡi, những trang bị này đều là cực phẩm trong cấp bí ngân, mà chủy thủ rơi ra lại là cấp tinh kim, cho dù đặt trong thành viên chủ lực hạch tâm của linh vực công hội cũng là trình độ trung đẳng, còn hơn cả hỏa vũ và phi ảnh cũng là thích khách. Tuyệt thiên chỉ là một độc hành hiệp, không có công hội hoặc là đoàn thể trợ giúp, có thể có một thân trang bị như vậy đã là đứng ở hàng ngũ đỉnh phong của bạch hà thành. Nếu tuyệt thiên không phải người chơi độc hành, có lẽ một thân trang bị hiện tại đã không phải là cấp bí ngân mà là cấp tinh kim. Đối mặt với tuyệt thiên có một thân trang bị cấp tinh kim, thạch phong muốn kích sát sẽ không thoải mái như hôm nay thủy sắc tỷ đó đúng là hội trưởng sao tuyết nhạn chớp chớp mắt to nhìn thân ảnh ngạo nghễ đứng trong hỏa quan nói với vẻ xác định cái này còn lợi hại hơn nhìn thấy trên video rất nhiều bình thường hội trưởng luôn rất bình phàm bình dị gần gũi nhưng hiện tại ta chỉ là đứng ở chỗ này nhìn hội trưởng cũng có một loại cảm giác không thở nổi đương nhiên thủy sắc sắc vi cười hiểu ý đây là hội trưởng của chúng ta bình phàm mà lại đáng tin cậy Tuyết nhạn đang một mực hạ phó bản Chỉ được nghe chứ chưa chính mắt nhìn thấy Hiện tại lần đầu tiên thấy xuất thủ thạch phong Trong lòng rung động là quá bình thường Dẫu sao rất nhiều lần ở trong video là không thể hiện ra được Chỉ có tận mắt thấy mới hiểu được Được rồi, đừng ngẩn người ra đó nữa Mau đi dọn dẹp những người chơi hồng danh này Bọn hỏa vũ bị hơn 2.000 danh NPC đuổi giết Mỗi giây đều có khả năng bị tiêu diệt người chơi hồng danh của Khê Lưu Trấn vốn đối mặt với hộ vệ NPC của Thạch Phong cũng rất tuyệt vọng. Chúc hy vọng có được vì sự xuất hiện của tuyệt thiên và lĩnh chủ cao cấp cũng bị Thạch Phong diệt sát hoàn toàn, khiến những người chơi hồng danh này mất đi lòng chống cự. Trốn. Trốn đi đâu? Tốc độ giống như gió, cho dù cho họ mọc thêm mấy cái chân cũng không đủ dùng. Sau khi những người chơi hồng danh này mất đi ý chí chiến đấu, việc dọn dẹp của bọn thủy sắc sắc vi cũng trở nên thoải mái hơn, không đến một phút, người chơi hồng danh trong khe lưu trấn đều bị dọn dẹp hết, vũ khí trang bị thu hoạch được đủ để vỏ trang cho một ngàn người. Trận đánh hạ này, tuy tổn thất mấy người, giảm xuống một cấp, có điều so sánh với thu hoạch mà nói, căn bản là bé nhỏ không đáng kể. Vũ khí trang bị có được từ trên người những người chơi hồng danh, lập tức có thể bù đắp tất cả tổn thất lúc trước của linh vực công hội, còn có thêm rất nhiều lợi nhuận. Thủy sắc sắc phi nhìn thấy những cái này cũng rất cao hứng nàng chủ quản sự vụ hàng ngày của công hội biết rất rõ những vũ khí trang bị này đại biểu cho cái gì có lô vũ khí trang bị này sau khi linh dực công hội nhận người mới xong lập tức có thể có thêm một đống người chơi tin anh khiến chiến lực của linh dực công hội trực tiếp đề thăng một cấp bậc hoàn toàn có thể sánh ngang với linh dực công hội đến lúc đó cho dù ám tin công hội lại khai chiến không cần vệ thân chi xà giúp đỡ linh dực công hội cũng có thể đối phó hội trưởng đã dọn dẹp hết người chơi hồng danh rồi, có thể phối hợp với bọn hỏa vũ bắt đầu kích sát những NPC của huyết thủ hội đó. Thủy sắc sắc vi báo cáo trong trò chuyện đoàn đội. Được, dựa theo kế hoạch, kích sát những NPC của huyết thủ hội đó, nhớ kỹ đừng dẫn nhiều, những NPC đó mẫn cảm hơn cả giả quái. Thạch Phong dặn dò. À, đúng rồi cho một trị liệu tới chỗ ta, ta muốn phục sinh một người. Ta là một sư, ta đi, ta đi. Tuyết nhạn vội vàng giơ tay hô lên trong trò chuyện đoàn đội. Thủy sắc sắc vi miễn cười, cưng chiều nói. Được, ngươi đi đi, nói chung kích sát những NPC đó hoàn toàn dựa vào hộ vệ bậc một là được rồi, chúng ta chỉ là phụ trợ. NPC của huyết thủ hội đều là cấp 30, người của linh dực công hội chỉ là khoảng cấp 20, trừ thạch phong và hát tử có thể bỏ qua trên lệch 10 cấp bậc ra, những người khác đều không tạo thành bao nhiêu thương tổn cho những NPC này, có thể làm được chính là khống chế hộ vệ bậc một để đối phó với những NPC này. Tuy NPC của huyết thủ hội có trí năng nhất định, nhưng cũng chỉ cao hơn giả quái một chút, bằng không cũng sẽ không bị bọn hỏa vũ dùng du hiệp và thích khách để dẫn dụ đi. Việc bọn thủy sắc sắc vi cần phải làm là tách NPC của huyết thủ hội mà bọn hỏa vũ dụ dỗ ra, bọn họ sẽ kích sát từng nhóm, với thực lực của 40 hộ vệ cấp 50, mỗi lần đối phó 2-300 tên NPC cấp 30 của huyết thủ hội, có thể nói là rất dễ dàng, không có gì phải lăn tăng. Trên lệch 20 cấp bậc, NPC của huyết thủ hội đánh lên trên người một hộ vệ thuẫn chiến sĩ bậc 1, chỉ là hơn 10 điểm thương tổn, mà điểm sinh mệnh của thuẫn chiến sĩ bậc 1 cấp 50 lại có tới 20 vạn. Cho dù mấy chục NPC của huyết thủ hội đồng thời công kích, đối với thuẫn chiến sĩ bậc 1 cấp 50 mà nói cũng chỉ là mưa bụi. Khôi phục chiến đấu cũng có thể khôi phục không ít, càng đừng nói là phía sau còn có các trị liệu nghề nghiệp bậc 1. Nhưng dù sao NTC cũng là NTC, hơn xa giả quái, khi chiến đấu ngay ngắn trật tự, chiến sĩ giống như thuẫn thịt lao lên trước, hệ ma pháp công kích từ mặt sau, phối hợp với cận chiến phía trước, các trị liệu cũng trị liệu cho thuẫn chiến sĩ ở phía trước. Thậm chí có một lần NTC thích khách còn đi đường vòng đánh lén tới chỗ bọn thủy sắc sắc vi. Nếu không phải khả nhạc phản ứng nhanh, ngay lập tức cầm chân NTC thích khách cấp 30, ít nhất cũng sẽ khiến trong đoàn đội tổn thất một người so sánh với mọi người đang quất nghẹn hắc tử lại có pháp trưởng cấp sử thi thủ hộ của mê Biết, hoàn toàn bỏ qua trên lệch cấp bậc to lớn một lần công kích đều có thể tạo thành bảy tám trăm thương tổn cho những tinh anh npc cấp 30 này một quan chi tinh thần đánh xuống hoàn toàn chính là dữ dội trung bình hờ hững ngàn thương tổn theo quan chi tinh thần lần lượt hạ xuống thương tổn mỗi tăng lên 10%, kéo dài 15 giây đợi cho tới giây thứ 15, đã là hơn sáu ngàn điểm thương tổn hơn nữa có một số bạo kích có thể gây thương tổn hơn vạn. Những NPC tinh anh cấp 30 chỉ có 10 vạn điểm sinh mệnh, căn bản không chống đỡ được quan chi tinh thần mà hắc tử dùng ra. Chỉ thấy cả đống NPC tinh anh cấp 30 đã nằm dưới đất, số lượng vượt quá 200, lập tức điểm kinh nghiệm của tất cả mọi người trong đoàn đều bắt đầu điên cuồng tăng mạnh. Có một số người trực tiếp từ cấp 19 lên tới cấp 20, cho dù là hắc tử cấp bậc cao tới cấp 23, điểm kinh nghiệm cũng tăng một đống rõ ràng là hơn trăm người chia điểm kinh nghiệm, nhưng điểm kinh nghiệm mỗi người có được vẫn rất khủng bố, không cần nghĩ cũng biết điểm kinh nghiệm mà những NPC tinh anh cấp 30 này mang tới là nhiều cỡ nào. Vốn mọi người là vì nhiệm vụ thảo phạt công hội mới kích sát những NPC này, nhưng hiện tại nhìn thấy có điểm kinh nghiệm nhiều như vậy, ai nấy đều nhiệt tình 10 phần. Sau liên tục mấy đợt, cấp bậc của tất cả mọi người đều đạt tới cấp 20 trở lên, hắc tử lại lên tới cấp 24, Tốc độ thăng cấp nhanh tới quả thực là khiếp người. Ha ha ha, Thủy sát Tỷ, cứ tiếp tục thăng cấp như vậy, sợ rằng tốc 100 trên bảng vinh quang cấp bậc của Bạch Hà Thành đều bị linh vực ta bao hết." Hắc Tử cười nói. "Đây cũng là một biện pháp tốt, ám tin đối nghịch với chúng ta như vậy, duy ngã độc cùng lại là cùng nhân thăng cấp có tiếng, một mực xếp thứ 9 trên bảng cấp bậc, có điều bị hội trưởng kích sát, rớt xuống thứ 10, nếu tất cả chúng ta đều đạp duy ngã độc cùng xuống, đuổi duy ngã độc cùng ra khỏi tốt 100 trên bảng cấp bậc vinh dự. Điều này đối với ám tinh công hội và duy ngã độc cùng mà nói tuyệt đối là đã kích to lớn, hơn nữa cũng sẽ có được đề thăng cực lớn đối với thanh danh và uy vọng của linh vực công hội, hoàn toàn là chuyện tốt nhất cử lưỡng tiện. Thủy sắc sắc vi nghĩ tới đây điểm thú vị này, khóe miệng lộ ra một nụ cười lâu ngày không thấy. Được. Vậy chúng ta đạp duy ngã độc cuồng xuống. Nghe thấy lời nói của thủy sắc sắc vi, Thạch Phong bất đắc dĩ bất đắc dĩ. Kỳ thật để linh dực công hội ôm trọn tốt 100 của bản vinh quang cấp bậc đối với Thạch Phong mà nói là rất dễ dàng, sợ dĩ không làm như vậy là vì sợ dẫn tới quá nhiều chú ý, trở thành kẻ địch toàn dân. Dẫu sao linh dực công hội cũng là một công hội nhỏ, để một công hội nhỏ cưỡi trên đầu tất cả công hội, sợ rằng các công hội của Bạch Hà Thành sẽ lập tức vây công. Có điều hiện tại linh dực công hội đã không phải là một công hội nhỏ yếu, làm như vậy, cho dù công hội khác nhìn thấy, cũng chỉ là kinh tháng, không thể sinh ra không cam lòng và khuất nhục. Cho nên Thạch Phong không phản đối. Bản cấp bậc vinh dự đối với duy ngã độc cùng mà nói chính là vinh quang duy nhất, cho dù thủ thông ba đại bản có thể dung nạp cấp 20 đã là cực hạn, cũng phải bảo trì tốt 10 trên bản cấp bậc vinh dự, có thể thấy được duy ngã độc cùng là chấp nhất với bản cấp bậc vinh dự này cỡ nào. Mà Bạch Kinh Tuyết thì khác, Bạch Kinh Tuyết quả thật vì giành được thủ thông ba đại bản, một mực phong tỏa điểm kinh nghiệm ở 99.99% .99 cấp 20, căn bản không bận tâm tới bản cấp bậc vinh dự. Dẫu sao xưng hào băng tuyết nữ thần không phải đến từ cấp bậc mà là thực lực. Nhưng duy ngã độc cuồng thì khác, sở dĩ nổi danh cũng hoàn toàn là dựa vào bản cấp bậc vinh dự, cho nên hắn muốn phải trăm cây nghìn đắng giữ được cấp 10, để củng cố địa vị của hắn. Tuy duy ngã độc cuồng bị thạch phong kích sát một lần, cấp bậc cũng giảm xuống cấp, có điều duy ngã độc cuồng khôi phục cấp bậc cũng không phải nhanh bình thường, dẫu sao có rất nhiều người giúp hắn thăng cấp, hiện tại lại khôi phục đến cấp 21, có điều so sánh với điểm kinh nghiệm tiếp cận cấp 22 lúc trước thì vẫn kém rất nhiều. Ngay khi đám người thủy sắc sắc phi kích sát huyết thủ hội để cấp tốc thăng cấp, một sư tuyết nhạn cũng phục sinh tuyệt thiên. Tuyệt thiên lúc này có thể nói là rất nghèo túng, một thân trang bị giảm xuống hơn nữa thì không nói, cấp bậc cũng rất xuống cấp 16, cấp bậc chỉ mạnh hơn người chơi bình thường một chút, hoàn toàn không còn hăng hái ham hở như trước kia. Trận đánh cuộc này là ta thắng, ngươi có ý kiến gì không? Thạch Phong nhìn Tuyệt Thiên, nhẹ giọng hỏi. Tuyệt Thiên ngẩng đầu, rất khó chịu nhìn Thạch Phong, lập tức quay đi, coi như là ngầm thừa nhận lời nói của Thạch Phong. Ha ha, có người thua vẫn không phục, đúng là không có chút khí khái nam tử hán nào. Tuyết Nhạn ít nhiều cũng nhìn ra được là có chuyện gì nhỏ giọng nói với vẻ khinh thường tuyệt thiên vừa nghe vậy sắc mặt đột nhiên biến thành xanh mét có nói gì thì hắn cũng là thích khách đỉnh cấp tuy không xuất danh nhưng cũng là nam nhân đã nói thì giữ lời bị một người chơi nữ châm chọc như vậy trong lòng sao có thể dễ chịu được cho dù tuyệt thiên không muốn cũng phải nói khẽ là ta thua nói đi ngươi muốn ta làm gì ngươi thế này là thái độ gì thế rõ ràng đã thua còn giống như một quán phụ bị ức hiếp cứ như hội trưởng chúng ta bắt nạt ngươi vậy." Tuyết nhạn lại nói. "Ngươi." Sắc mặt Tuyệt Thiên hết trắng lại đen, huyết khí cuồn cuộn, thiếu chút nữa thì phun ra một búng máu, hắn đường đường là sát thủ Tuyệt Thiên, đã lúc nào bị người ta làm nhục như vậy đâu, có điều lúc này hắn cũng không có biện pháp nào khác, dẫu sao Thạch Phong cũng đứng bên cạnh, trước khi hắn chết đã không phải là đối thủ của Thạch Phong. Hiện tại chết rồi, nhiều vũ khí trang bị không còn, cấp bậc cũng giảm xuống đến cấp 16 càng không thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của Thạch Phong. Lúc này Thạch Phong mới mở miệng nói. Được rồi tuyết nhạn, tuyệt thiên có nói như thế nào cũng là cao thủ thích khách đỉnh cấp, người nói hắn như vậy, tâm trạng nhỏ bé của hắn không chịu được, ít ra cũng phải cho hắn chút mặt mũi chứ. Ừ. Tuyết nhạn cười cười gật đầu. Tuyệt thiên thiếu chút nữa thì hai mắt trợn lên ngất đi. Nhìn sắc mặt giống như hắc sát thần của tuyệt thiên, Thạch Phong Phong khẽ cười nói ngươi đã thừa nhận vậy ta dứt khoát một chút chuyện ta muốn ngươi làm không khó giúp ta lấy được tất cả tin tức tư liệu của minh phủ ở thần vực ngươi điên rồi đó chính là minh phủ ta làm thế nào được nếu để minh phủ biết ta tiết lộ tin tức tư liệu của minh phủ nhất định sẽ không bỏ qua cho ta tuyệt thiên thực sự không ngờ mục tiêu lúc ban đầu của thạch phong lại là cái này hả không ngờ ngươi thật sự có à thạch phong có chút kinh ngạc Hắn nói như vậy chỉ là tùy tiện hỏi thử một chút mà thôi, dẫu sao tuyệt thiên cũng chỉ là thành viên ngoại vi, có thể có tất cả tin tức tư liệu của Minh Phủ, người có thể tiếp xúc tới ít nhất cũng đều là cán bộ trung tầng của Minh Phủ mới được. Tuyệt thiên sửng sốt, lập tức giận dữ hét. Hắc viêm, không ngờ ngươi lại dám lừa ta. Tuyệt thiên một mực muốn đi vào cao tầng hạch tâm của Minh Phủ, cho nên thu thập rất nhiều tình báo về Minh Phủ, như vậy mới có thể dễ dàng trèo lên trên, sau khi trở thành thành viên ngoại vi, thông qua Nam Lan giới thiệu làm quen được với Phong Hiên Dương, Phong Hiên Dương thấy kỹ thuật của hắn không tồi, mới thu nhận hắn để sử dụng. Khiến hắn có được một danh ngạch quân dự bị của Minh Thần Vệ, cho nên hắn thông qua tư cách Minh Thần Vệ, nắm giữ được không ít tư liệu tin tức của Minh Phủ trong thần vực. Nhưng hắn lại bị Thạch Phong đùa giỡn như vậy. Ngươi đã biết, vậy thì giao toàn bộ cho ta đi. Thạch Phong vô cùng cảm thấy hứng thú với tình huống của Minh Phủ ở thần vực, dẫu sao hắn đã trêu chọc phong hiên dương của minh phủ ai biết được sau này minh phủ còn có thể làm gì đối với kẻ địch không biết nội tình thạch phong cũng không tiện hành động nhưng nếu biết tình huống nội bộ của minh phủ vậy thì lại rất khác biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng nếu không phải hắn có ưu thế trùng sinh đã sớm bị ám tin công hội mà minh phủ nắm giữ tiêu diệt rồi cho nên phong không thể không phòng hoạn khi chưa xảy ra chỉ là hạnh phúc này không ngờ lại tới nhanh như vậy vốn thạch phong chỉ muốn làm khó tuyệt thiên một chút sau đó đổi một điều kiện khác bắt tuyệt thiên tùy thời báo cáo hành động của minh phủ ở khu vực bạch hà thành cho hắn hiện tại thì lại triệt để hơn lập tức có thể nắm giữ được tất cả tình huống của minh phủ ở thần vực không được chuyện này tuyệt đối không được sự đáng sợ của minh phủ hơn xa tưởng tượng của ngươi ngươi căn bản không biết ngươi đang phải đối mặt với dạng tồn tại gì ngươi đổi yêu cầu khác đi cái này không chỉ là liên quan đến bản thân ta không biết gì cũng là có lợi cho ngươi việc gì phải tự tìm thêm phiền não cho mình tuyệt thiên rất kiên quyết nói thì ra cao thủ đỉnh cấp cũng biết nuốt lời xem ra ta đúng là nhìn lầm ngươi rồi thạch phong hít một hơi nói hội trưởng ta vừa nhìn đã biết hắn là loại tiểu nhân nuốt lời mà việc gì phải nói nhiều với hắn như vậy dứt khoát làm thịt hắn đi giết một lần phục sinh một lần cho tới khi giết hắn về cấp không xem sau này hắn còn làm thế nào mà lăn lộn được ở minh phủ nhạn cười hì hì nhìn tuyệt thiên đề nghị ngươi tuyệt thiên hoàn toàn bị lời nói của tuyết nhạn khiến cho kinh hãi rồi nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha